nàng đỏng đảnh. Hôm qua, nhân kỷ niệm sinh nhật 10 năm, quán bar Say Là Bay đã có chương trình biểu diễn ca nhạc hoành tráng để tri ân khách hàng. Xin lỗi ông, tôi có thể ngồi đây được không ạ? Tất nhiên rồi. Ông thật tốt bụng. Làm sao tôi có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như cô chứ? Cảm ơn ông đã khen. Rất tiếc là tôi không có lời khen nào tương tự như thế dành cho ông. Ông vừa già lại vừa... Không sao, không sao. Cô hoàn toàn có thể dùng cách của tôi mà. Cách của ông là cách gì ạ? Là nói dối như tôi vừa mới khen cô đấy. Năm học vừa qua, trường Trung học Khoa Màu Gà đã được Bộ Giáo dục khen tặng bằng khen về thành tích học tốt, dạy tốt đi đầu trong cả nước. Chúng em chào thầy ạ. Các em thấy sao? Dạ thưa thầy, tối ạ. Sao thầy lại tắt đèn ạ? Sao? Em vừa nói gì? Thầy làm sao? Dạ thầy tắt đèn ạ. Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Tuần qua, phòng khám tâm lý Phương Phương đã được khai trương trên địa bàn quận 11, đã gây sức hút với truyền thông và người dân địa phương. Anh có vấn đề gì? Thưa bác sĩ, mọi thứ trong cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều và nhanh chóng. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn để thích nghi được với điều đó. Thế vấn đề đó đến từ khi nào? Từ khi bạn gái của tôi có thai. Tôi nghĩ việc làm bố là một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Có nhiều thay đổi là chuyện tất nhiên. Nhưng hãy nói cho tôi nghe cụ thể, anh trải qua những thay đổi gì? Tôi phải đổi chỗ ở này, nơi làm việc và cả số điện thoại đến mấy lần để đi trốn. Thế nên tôi mới nói là khó thích nghi với thay đổi mà. Sáng nay, tại nhà văn hóa thôn Mường La đã diễn ra buổi hội thảo về các tệ nạn xã hội hiện nay đang thu hút rất đông dân cư đang sinh sống trên địa bàn tham gia. Buổi hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ bàn về các tệ nạn xã hội vây quanh giới trẻ ngày nay. Và thông qua hội thảo này, tổ dân phố ta sẽ chọn ra một gương mặt đại diện tham dự hội thảo thanh niên ưu tú không tệ nạn của thành phố. Tiêu chuẩn là phải ưu tú và không dính tệ nạn nào cả. Tôi xin có ý kiến là tôi thấy con trai chị Hằng là được đấy. Không đâu, con trai tôi tệ lắm, nó mê cờ bạc rượu chè tối ngày. Con trai tôi nó cũng vậy. Chẳng lẽ thanh niên ở khu phố ta không dính tệ nạn nọ thì dính tệ nạn kia hay sao hả? Đâu có, con trai tôi ngoan lắm, không dính tệ nạn nào cả. Con trai chị có chơi cờ bạc, có rượu bia thuốc lá gì không? Tất nhiên là không rồi. Thế về khoản yêu đương thì sao? Không, cháu chưa biết yêu, cháu nhà tôi ngoan lắm. Ôi thật tuyệt, ôi thật là tuyệt vời. Thế năm nay là cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, báo cáo anh là Tết này là cháu nhà tôi tròn 2 tuổi ạ. Hả? Trời ơi. Nhằm cổ vũ tinh thần ham học hỏi của con trai, diễn viên Kim Ban đã ra quyết định thưởng nóng cho con trai nếu con trai đạt điểm cao trong kỳ thi kiểm tra kết thúc học kỳ 1. Bố ơi, có tin vui bố ơi. Có chuyện gì vui thế con trai? Con có một tin cực kỳ vui muốn thông báo cho bố đấy ạ. Tin gì thế con? Nói đi nào. Bố có nhớ là hôm trước bố hứa sẽ mua cho con một chiếc xe đạp đeo núi nếu điểm học kỳ môn toán của con được từ 9 trở lên không ạ? Bố nhớ. Thế hôm nay là trả kết quả phải không? Điểm thế nào con trai hả? Tin vui là kỳ này có
con giúp bố tiết kiệm được một khoản tiền lớn đấy ạ. Thế là sao? Thì con được 4 điểm. Thế là bố đỡ mất một món tiền rồi đấy nha. Quá vui phải không bố? Mới đây, trường tiểu học Sao Vàng đã xây dựng thêm phòng y tế nhằm phục vụ tốt hơn cho sức khỏe của các học sinh. Cô ơi! Có chuyện gì vậy cháu? Cô giúp cháu với, cháu sợ. À sao vậy? Cháu gặp chuyện gì? Cháu không được khỏe phải không? Cháu không được khỏe ở đâu? Cô tiêm cho cháu 2 mũi giảm đau, loại nặng nhất được không ạ? Thế cháu bị đau ở đâu? Có nặng không mà tiêm nhiều thế? Dạ, giờ cháu cũng bị đau, nhưng lát nữa cháu cầm sổ liên lạc về gặp mẹ. Lúc ấy sẽ bị đau cô ạ. Cô tiêm giảm đau trước cho cháu được không ạ? Trời ơi. Mới đây, sau tuyên bố rút lui khỏi thế giới showbiz để chăm lo cho gia đình, cặp vợ chồng ca sĩ nổi tiếng Thiên Thạch đã chuyển tới sống tại một căn hộ khá khang trang, ven hồ tuyệt diệu. Người yêu dấu ơi, về đây với tôi. Thuốc gì đấy anh? Thuốc ngủ. Anh bị mất ngủ hay khó chịu ở đâu à? Ngủ thì bình thường, chỉ là dạo này anh bị đau đầu quá, không chịu nổi nữa rồi. Bị đau đầu, sao anh không uống thuốc đau đầu mà lại dùng thuốc ngủ chứ? Thuốc này đâu phải để cho anh uống, đây là cho em đấy. Uống đi, rồi tắt cái loa rè của em đi để cho anh ngủ. Gì? Sau một thời gian liên tục gặp vấn đề về tiêu hóa, mới đây, nam diễn viên Kim Thủng đã tới phòng khám Sao Hỏa thăm khám và chữa trị. Bác sĩ ơi, kết quả của tôi sao rồi ạ? Tôi vừa xem kết quả của cậu, may là cậu đến gặp tôi sớm đấy, chậm vài giây là không xong đâu. Chẳng lẽ tôi mắc phải bệnh gì nghiêm trọng lắm sao thưa bác sĩ? Anh cứ bình tĩnh. Người bác sĩ ơi, có phải là tôi sắp chết không ạ? Xin hãy cứ nói thẳng cho tôi biết đi, tôi chịu được. Anh bình tĩnh, anh yên tâm, bệnh của anh chữa đơn giản thôi. Vậy sao lúc nãy bác sĩ bảo tôi may mà đến gặp ông sớm ạ? Chẳng là hôm nay tôi có việc về sớm, vừa may cho cậu đến kịp lúc đó thôi. Hả? Sáng nay, vòng chung kết giải Quyền Anh Quốc tế 3 đã được diễn ra tại thành phố Chibalo. Điều đặc biệt là cái tên đang được hy vọng để giành cúp vô địch, võ sĩ Lucky Luke đã thua trước một tay võ sĩ mới vào nghề. Vậy là em đã thua. Thôi đừng buồn, hôm nay cậu đã chơi tốt và tỏ ra khả năng chịu đòn của mình rất tốt, điều mà không phải võ sĩ nào cũng làm được. Nhưng cuối cùng em lại bị thua tuyệt đối. Cậu không nên buồn như vậy. Dù sao thì ở hiệp 3, cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn rồi còn gì. Cậu ta sợ ư? Đúng vậy, cậu ta vừa thú nhận với tôi. Thật vậy à? Vậy điều đó chứng tỏ em cũng có lợi hại nên cậu ta mới sợ phải không? Đâu có. Cậu ta nói lúc đó, sau cú đấm hạ màn cuối cùng, cậu ấy đã rất sợ, vì sợ cậu chết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.